Giáng sinh sẽ đến vào đêm nay. Mến chúc quý khán giả của hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân một mùa Noel an lành, hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Ngoạn Anh, giải đấu được đông đảo mọi người yêu mến, cũng dự kiến sẽ trở lại trong vài ngày tới nếu các nỗ lực phòng dịch ở xứ sở sương mù được đảm bảo. Trong trường hợp đó, guồng quay sẽ tiếp tục với vòng đấu thứ 19 trong sự chờ đợi của tất cả chúng ta. Chelsea, đương kim vô địch Champions League và là ứng viên nặng ký trên đường đua, sẽ tiếp tục lịch thi đấu bận rộn của họ trong ngày lễ tặng quà, theo giờ Anh, với chuyến làm khách trên sân của Aston Villa. The Blue hiện đang kém đội đầu bảng Manchester City chỉ 6 điểm, trong khi đó Villa cũng đang dần trở lại với hình ảnh của một kẻ ngáng đường khó chịu với vị trí thứ 10. Đó là hệ quả đầy tích cực của làn sóng mới mang tên Steven Gerrard. Họ đã giành 12 điểm trong 6 trận đấu kể từ khi tân huấn luyện viên này cập bến. Bị buộc phải chơi 2 trận trong chưa đầy một tuần do các vấn đề liên quan đến dịch bệnh, huấn luyện viên Tuchel đã và đang phải tính toán lực lượng một cách chi li cho chặng đường khác lạ của The Blue. Tuy vậy, Chelsea cũng vừa trải qua chuỗi 3 trận bất bại trước Everton, Wolverhampton và Brentford trên mọi đấu trường. Đó là 2 trận hòa ở Premier League và gần nhất là chiến thắng 2-0 ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Song, hiện đang bị rớt lại phía sau so với đội đầu bảng Man City, Tuchel cũng không thể hài lòng với phong độ gần đây của đội bóng mình. Vậy nên ông chắc hẳn sẽ hết sức vui mừng khi nhiều cầu thủ của mình sẽ sớm được trở lại sân vào cuối tuần này khi chính phủ Anh ban hành một vài sự thay đổi nhỏ về mặt thời gian trong quy tắc phòng dịch ở xứ sở sương mù. Có thể nói điểm cộng lớn nhất từ 2 trận đấu gần đây của The Blue chính là việc họ giữ sạch lưới. Đó là những ngày bình yên thật đáng quý sau khi họ để thủng lưới đến 11 lần trong 6 cuộc đối đầu trước đó. Nhưng từ bước đà tốt thì sẽ mưu cầu những điều tốt đẹp tiếp theo. Tâm lý bình thường là như thế mà. Nên Tuchel cũng sẽ hy vọng có được nhiều bàn thắng hơn nữa hướng đến 3 điểm ngay trên sân Villa Park. Nhất là khi họ còn có lý do riêng để quyết định thắng trận đấu này. Phục thù thất bại 1-2 ngay trên chính sân đấu này. Một thất bại góp phần khiến họ phải chiến đấu vất vả mới có thể giữ được vị trí thứ 4 ở Premier League vào giai đoạn cuối mùa giải trước. Trong khi đó, chủ nhà Villa cũng vừa trải qua một đợt bùng phát dịch trong nội bộ đội bóng, một đợt bùng phát mà Gerrard mô tả là vận hạn diễn ra ngay trước dịp tiếp đón những nhà vô địch châu Âu. Việc trận đấu với Burnley vào tuần trước bị tạm hoãn cho phép đội 1 của Villa có cơ hội được sạc lại pin, phục hồi năng lượng. Song Gerrard cũng cho rằng một phần động lực chiến đấu đã bị ngắt quãng sau thời gian tạm dừng ra sân. Trước đó, trận thắng Norwich với tỷ số 2-0 là chiến thắng thứ 4 trên 6 trận đấu của Villa dưới thời của Gerrard. Trong khi hai trận thua của họ đều diễn ra trước những tay to mặt lớn của giải đấu là Man City và Liverpool, hai đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Mặc dù Aston Villa đã thua 9 trên 17 trận đấu mùa giải này, nhưng với số điểm hiện có, họ đang cách top 8 không quá xa. Gerrard cảm nhận rõ ràng cơ hội tận dụng sự bất nhất trong phong độ của các câu lạc bộ ở khu vực này để giúp Villa vươn lên trong thời gian tới. Một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Villa Park chính là tiền đạo Ollie Watkins. Dù chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao như mùa giải trước, tuyển thủ quốc gia Anh vẫn đóng góp 4 bàn thắng trong 8 lần gần nhất ra sân. Xét về tình hình lực lượng, mặc dù có triển vọng Callum Hudson-Odoi và Romelu Lukaku trở lại sau khi dính Covid bên phía Chelsea, nhưng có lẽ cả hai cầu thủ này sẽ không bất chấp rủi ro để ra sân ngay từ đầu. Với việc Chelsea hiện đang có nhiều quân số hơn ở hàng tiền vệ, Mateo Kovacic có thể đá cặp với Jorginho ở khu trung tuyến, trong khi N'Golo Kanté có thể được đẩy lên đá cao hơn để hỗ trợ cho Mason Mount. Trong khi tài năng trẻ Trevoh Chalobah nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong lòng bộ tam vệ, thì người đàn anh trên hàng công Hakim Ziyech lại bị nghi ngờ khả năng ra sân với chấn thương bắp chân. Robin Loftus-Cheek và Kai Havertz nhiều khả năng sẽ vắng mặt do coronavirus. Bên phía chủ nhà, Gerrard không tiết lộ danh tính các thủ Villa phải đối mặt với việc bỏ lỡ trận đấu này vì những lý do tương tự. Điều đó khiến cho rất khó để dự đoán một đội hình xuất phát của chủ nhà bất kỳ một mức độ chắc chắn nào. Những người vắng mặt duy nhất được truyền thông xác nhận hiện thời vẫn là Marvelous Nakamba, Leon Bailey và Bertrand Traoré. Tất cả đều phải đang điều trị chấn thương. Dựa trên tình hình lực lượng đó, có thể dự đoán đội hình xuất phát của hai đội như sau. Thủ thành của đội tuyển Argentina Martinez vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hậu phương của chủ nhà Aston Villa. Bộ tứ vệ trong sơ đồ 4-3-3 của họ sẽ gọi tên lần lượt Kast, Konsa, Mings và Target. Tuyến giữa có sự góp mặt của ba tiền vệ Martin, Luis và Ramsey. Trong khi đó, mũi đinh 3 trên hàng công sẽ bao gồm Buendia, Young và như đã nói, niềm hy vọng lớn nhất mang tên Watkins. Bên phía đội khách, ơn rời là họ vẫn còn Mendy trong khung gỗ trong những ngày dịch dã khó khăn này. Chalobah sẽ lùi xuống đá trung vệ cùng hai đàn anh Silva và Rudiger lập tiến khiên che chắn ngôi đền như đã nói. Ở hai cánh, Rick James và Marcos Alonso tiếp tục sắm vai wingback như khi họ làm cách của Wolf. Trong khi đó, ở trung tâm, Kovacic cũng sẽ đá cặp với Jorginho như đã nói. Với sự trở lại hết sức quan trọng của mình, Kanté được truyền thông Anh dự đoán sẽ được đẩy lên đá hộ công để cùng Mason Mount ở cánh bên kia hỗ trợ cho tiền đạo cắm Christian Pulisic.
Dẫu vậy, tâm điểm chú ý trước trận đấu này có lẽ cũng khoan vội nằm trên sân, nhất là với những người vừa thoáng flashback một hình ảnh trượt chân ngày nào sau khi chứng kiến một hình ảnh buồn tương tự trong thất bại của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi tối qua. Đúng vậy, ngày gặp lại Chelsea trên cương vị mới của Steven Gerrard đã và đang gợi lại những kỷ niệm cả buồn lẫn vui đối với những người yêu mến Steven Gerrard. Kỷ niệm buồn nhất thì tất nhiên rồi là tai nạn định mệnh vô tính trở thành sự kiện then chốt cướp đi danh hiệu Premier League của Liverpool ở mùa giải 2013-2014, như một viên đạn bắn ngược về quá khứ và làm thức tỉnh một mảnh ghép cuộc đời mà chính tiền vệ huyền thoại này không bao giờ quên. Hôm đó là một ngày cuối xuân năm 2014, Premier League bước vào vòng đấu thứ 26 với trận cầu tâm điểm Liverpool gặp Chelsea. Lữ đoàn đỏ khi ấy vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 80 điểm. Man City đứng nhì với 77 điểm và Chelsea xếp thứ 3 với 75 điểm. Thời điểm đó, chỉ Liverpool và Man City còn dồi dào cơ hội đua vô địch. Nhưng rồi, một tờ Blue không còn nhiều hy vọng trên đường đua ấy đã làm tốt vai trò của một gã thọc gậy bánh xe. Liverpool rất cần một chiến thắng then chốt, nhưng họ không có được điều đó. Bi kịch xảy đến ở phút cuối cùng của hiệp 1. Khi động tác đỡ bóng của Gerrard bị lỗi, hình ảnh trượt chân đi vào lịch sử xuất hiện và quả bóng trôi về phía trước. Tiền đạo Dembaba dâng lên và Gerrard cố gắng đuổi theo trong vô vọng. Khoảnh khắc quả bóng được xỏ qua hai chân của thủ thành Simon Mignolet đi vào lưới. Các bậc thầy truyền hình của Ngoại hạng Anh đã zoom cận ống kính vào gương mặt thất thần của Gerrard thay vì pha ăn mừng của Dembaba. Bàn thắng đó rồi bàn chốt hạ cuối trận của Willian đã khiến Liverpool đánh mất ngôi đầu và là tiền đề để mất luôn ngôi vô địch ở những vòng đấu cuối cùng. Dẫu vậy, Gerrard không chỉ có kỷ niệm buồn với Chelsea, tiền vệ huyền thoại của Ngoại hạng Anh vẫn có quyền tự hào với hai lần sút tung lưới The Blue đầy đáng nhớ trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Một là vào ngày 2 tháng 10 năm 2005 và gần đây hơn là bàn thắng gỡ hòa một đều vào ngày 10 tháng 5 năm 2015. Cực kỳ đáng chú ý là đó cũng chính là một trong những bàn thắng cuối cùng của Gerrard trong màu áo của lữ đoàn đỏ. Quá nhiều duyên nợ đúng không? Nên trước khi giáp mặt Chelsea trong ngày lễ tặng quà sắp tới, Gerrard hẳn cũng đã chuẩn bị thật đầy đủ và kỹ càng cho đội bóng của mình đang dẫn dắt. Anh phát biểu trong buổi họp báo trước trận, bạn luôn chuẩn bị để đối đầu với một đội hình Chelsea tốt nhất nếu vì bất kỳ một lý do gì khiến họ không có đội hình tốt nhất đối phó được. Những gì tôi muốn nói là họ có một đội hình đẳng cấp thế giới với những cầu thủ đẳng cấp. Vì vậy, tôi chắc chắn là nếu họ có đủ cầu thủ ra sân, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một Chelsea thực sự mạnh. Lại nhìn về những diễn biến sắp diễn ra trên sân với quá nhiều bất ổn trong khâu lựa chọn đội hình giữa mùa dịch dã của hai đội, đây cũng là một trận đấu rất khó để dự đoán. Tuy vậy, chúng ta vẫn không thể bỏ qua sự cải thiện của Villa dưới thời của Gerrard và sự mệt mỏi tiềm tàng của phía Chelsea. Điều đó có thể dẫn đến một kết quả hòa với tỷ số thấp, một dự đoán nghe chừng hợp lý cho cả hai đội vào thời điểm này. Cũng không loại trừ khả năng những biến cố bất ngờ xảy đến để tạo nên một sự kiện đáng nhớ nhân dịp mùa lễ hội ở xứ sở sương mù. Có thể là một mảnh ghép nữa găm vào ký ức chẳng hạn, mỗi lần Gerrard đối đầu với một đối thủ đầy duyên nợ như Chelsea.